Hồi tháng 5 vừa qua, trong danh sách triệu tập sơ bộ của huấn luyện viên Park Hang-seo cho vòng loại thứ hai World Cup 2022, người hâm mộ đã vô cùng bất ngờ khi xuất hiện cái tên Nguyễn Anh Đức, lão tướng của bóng đá Việt Nam. Dù danh sách cuối cùng đến UAE không có Anh Đức, thế nhưng chỉ với việc tiền đạo này đã tỏa sáng trong mùa áo câu lạc bộ Long An tại giải hạng nhất và được góp mặt trong danh sách sơ bộ của huấn luyện viên Park cũng đủ khiến bao người hâm mộ cảm thấy hào hứng. Bóng đá Việt Nam không thiếu những tiền đạo giỏi, nhưng để chỉ ra một cái tên đã quá 30 vẫn còn chinh chiến với bóng đá đỉnh cao, giành mọi vinh quang cá nhân lẫn tập thể, thì người đó chỉ có thể là Anh Đức. Nguyễn Anh Đức sinh ra và lớn lên tại Bình Dương. Cha của Anh Đức, ông Nguyễn Bảy, từng chia sẻ con trai mình bén duyên với bóng đá từ khi còn là một cậu nhóc học tiểu học. Khi đó, Anh Đức được chọn vào đội hình của tuyển bóng đá trường và dần định hướng theo con đường bóng đá chuyên nghiệp từ đó. Anh Đức gia nhập đội năng khiếu Bình Dương vào năm 2000. Đến năm 16 tuổi, Anh Đức tham dự giải U18 quốc gia tại Bình Thuận cùng với U18 Bình Dương. Sau đó, huấn luyện viên Hồ Thu đã đưa Anh Đức vào đội hình U18 quốc gia tham dự giải U18 Đông Nam Á. Sau đó 3 năm liền, Anh Đức được các câu lạc bộ Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, khách sạn Khải Hoàn, Ngân hàng Đông Á mượn về để thi đấu trước khi lên đá đội 1 của BKMX Bình Dương. Năm 2006, Anh Đức khi đó đang ở tuổi 21 đã ký hợp đồng với BKMX Bình Dương cùng với mong muốn làm rạng danh mảnh đất quê hương. Với lối chơi đơn giản, mạnh mẽ nhưng là rất hiệu quả, tiền đạo sinh năm 85 luôn là đầu tàu trong hành trình chinh phục các danh hiệu của câu lạc bộ. Dù dưới thời kỳ huấn luyện viên nào, chơi theo phong cách nào, Anh Đức vẫn luôn là một phần không thể tách rời của đội bóng đất thủ trên hàng công, giúp cho BKMX Bình Dương tiến đến những thành công to lớn. Bình Dương là một trong những câu lạc bộ lớn của bóng đá Việt Nam. Đội bóng này suốt bao năm qua không hề thiếu những tiền đạo chất lượng đến từ các ngoại binh bởi nguồn tiền dồi dào. Thế nhưng tại đội bóng đất thủ có những người đã đến rồi đi, nhưng Anh Đức vẫn cứ thế tồn tại trong một môi trường đòi hỏi rất cao về chuyên môn ở Bình Dương, như để chứng tỏ tầm quan trọng và đẳng cấp của bản thân. Minh chứng là khi nhìn qua số danh hiệu tập thể và cá nhân mà Anh Đức mang về cho Bình Dương, chúng ta có thể hiểu được vì sao anh luôn là cái tên gắn bó theo năm tháng với đội bóng đất thủ. Cụ thể, Anh Đức đã cùng với đội chủ sân Gò Đậu giành tổng cộng 4 chức vô địch quốc gia, trong đó 2 lần liên tiếp vào các năm 2007 và 2008 và 2014-2015, 2 danh hiệu cúp quốc gia vào các năm 2015-2018, 4 siêu cúp quốc gia vào các năm 2007, 2008, 2014 và 2015. Thi đấu 13 năm cho đội bóng đất thủ, Anh Đức đã chơi tổng cộng 335 trận đấu, ghi 116 bàn thắng và giành được mọi danh hiệu cao quý ở cấp câu lạc bộ. Năm 2015, sau khi BKMX Bình Dương đoạt cú đúp danh hiệu V-League và cúp quốc gia, chính vì lẽ đó, ở hạng mục cá nhân, Anh Đức cũng trở thành chủ nhân quả bóng vàng Việt Nam 2015 khi đã ở độ tuổi 30. Càng về sau, Anh Đức càng tỏa sáng, hai lần lọt vào top 3 quả bóng vàng Việt Nam các năm 2017-2018. Như một lẽ tất yếu, cái tên Nguyễn Anh Đức trở thành huyền thoại và là biểu tượng của BKMX Bình Dương. Cuối tháng 11 năm 2019, hợp đồng giữa Anh Đức và Bình Dương kết thúc. Hai bên không tiếp tục ngồi vào bàn đàm phán thời điểm đó vì Bình Dương quyết tâm theo đuổi chiến lược trẻ hóa toàn bộ bằng việc thuê huấn luyện viên người Brazil Carlos Oliveira để dẫn dắt các cầu thủ trẻ thay vì tin tưởng vào một lão tướng như Anh Đức. Sự nghiệp cầu thủ của Anh Đức không chỉ đạt được những vinh quang cao quý trong mùa áo của BKMX Bình Dương, mà anh còn là một huyền thoại thực sự của nền bóng đá nước nhà với những giai đoạn khác nhau khi khoác áo đội tuyển Việt Nam. Anh Đức có lần đầu tiên được triệu tập lên đội tuyển vào năm 2006. Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian từ 2006 đến 2013, những đóng góp của tiền đạo số 1 câu lạc bộ Bình Dương cho đội tuyển là không nhiều. Thật vậy, trong 7 năm tính từ 2006 đến 2013, Anh Đức chỉ có 19 trận trên mùa áo đội tuyển quốc gia. Thế nhưng đóng góp của một tiền đạo như anh lại chỉ dừng lại ở con số vỏn vẹn 4 bàn thắng mà không được nhiều huấn luyện viên tin tưởng. Thậm chí, trong chiến tích vô địch AFF Suzuki Cup 2008, nơi một cầu thủ khác cùng lứa với Anh Đức là công vinh tỏa sáng rực rỡ để mang về danh hiệu lớn đầu tiên cho những chiến binh sao vàng, thì Anh Đức lại không có tên trong danh sách triệu tập. Sau thất bại tại AFF Suzuki Cup 2014, Anh Đức quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia, tuyên bố giải từ sự nghiệp thi đấu quốc tế và luôn tìm cách từ chối mỗi lần được triệu tập lên tuyển. Thời điểm mà khán giả tưởng như sẽ không còn trông thấy hình ảnh của Anh Đức khoác áo đội tuyển Việt Nam, thì bất ngờ huấn luyện viên Mai Đức Chung đã đặt vấn đề mời Anh Đức trở lại đội tuyển khi ông làm huấn luyện viên tạm quyền vào năm 2017. Với lời mời từ Mai Đức Chung, Anh Đức quyết định nhận lời quay trở lại, mở ra một chu kỳ đầy thành công, ghi đậm vào dấu ấn lịch sử bóng đá nước nhà. Nhờ sức cản lướt tốt cùng với độ bền cần thiết của một trung phong cắm,
Anh Đức vẫn là một chân sút nguy hiểm dù đã bước qua tuổi băm, đặc biệt khi đội tuyển Việt Nam được tiếp quản bởi Park Hang-seo. Những kỷ niệm khó phai trong một thời gian dài của bóng đá Việt Nam, ông Park Hang-seo đã vực dậy tình yêu mãnh liệt của hàng triệu người dân Việt bằng những hành trình kỳ diệu tại U23 châu Á 2018, sau đó là ASEAN, rồi đến AFF Suzuki Cup 2018. Và trong số này, cái tên Anh Đức là nhân tố không thể thiếu nơi hàng công. Khi mà Anh Đức được trọng dụng trong sơ đồ chiến thuật của ông Park, nhiều người đã hoài nghi về việc lão tướng liệu có thể tác động lớn đến thành công của lối chơi chung cho đội tuyển hay không. Bởi so với những cái tên cùng thời như Công Vinh, Văn Quyến, Thanh Bình, thì Anh Đức lại là cái tên không quá nổi trội trong quá khứ. Thế nhưng, vượt qua tất cả sự ngờ vực, cựu tiền đạo của Bình Dương đã chứng tỏ cho tất cả thấy rằng, dù đã ở độ tuổi băm, ngành vẫn luôn làm hết sức để cùng đội tuyển hướng đến chiến thắng cuối cùng. Không phô trương, không ồn ào, bằng tinh thần cống hiến cao cả và tài năng hơn người, Nguyễn Anh Đức đã đóng góp không nhỏ vào giấc mơ 10 năm của người hâm mộ Việt Nam bằng chức vô địch Đông Nam Á 2018. Những người hâm mộ nước nhà không thể nào quên được hình ảnh lão tướng Anh Đức chạy đua cùng những cầu thủ trẻ tuổi khác tại AFF Cup 2018. Thậm chí, anh không hề thua kém so với đối phương. Để rồi, chính lão tướng 33 tuổi đã trực tiếp đem về chiếc cúp cho bóng đá Việt Nam sau 10 năm chờ đợi vì cú volley vào lưới của Malaysia trong trận chung kết lượt về. Đó được xem là bàn thắng ý nghĩa nhất trong suốt cả thời gian tiền đạo này khoác áo đội tuyển. Nếu như Công Vinh với cú đánh đầu bằng vàng vào lưới của Thái Lan tại AFF Cup 2008, thì sau đó 10 năm, một cầu thủ khác cùng thế hệ với Công Vinh là Anh Đức cũng làm điều tương tự để mang về vinh quang cho bóng đá Việt. Những gì mà Anh Đức thể hiện đã cho thấy dáng dấp của một huyền thoại đích thực trong làng bóng đá Việt Nam. Có thể suốt 10 năm qua, phần lớn cái tên được nhắc nhiều nhất ở cấp độ đội tuyển không phải là Anh Đức. Nhưng một khi đã được trao gửi niềm tin, anh luôn chứng tỏ mình là chân sút hàng đầu dù đã bước vào độ tuổi xế chiều. Từ trước đến nay, Anh Đức vẫn được đánh giá là mẫu trung phong cắm có thừa sự lì lợm, khôn ngoan và khả năng chạy chỗ, chọn vị trí. Và khi thời gian dần trôi về cuối sự nghiệp, thì người ta lại chứng kiến một Anh Đức lão hóa ngược với phong độ vô cùng đỉnh cao. Tại vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2018, Anh Đức đã ghi đến 4 bàn thắng từ vòng bảng cho đến vòng bán kết rồi chung kết. Gần như cứ ra sân là tiền đạo này lại ghi bàn. Chỉ trong vòng 3 năm từ 2017 đến 2019, tiền đạo người Bình Dương đã ghi tổng số 7 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Không chỉ dừng lại ở đó, nếu xét vào những thành tích cá nhân, Anh Đức cũng chẳng thua kém gì Công Vinh. Cả hai huyền thoại này đều giành được những danh hiệu quả bóng vàng, quả bóng vàng. Nhưng với Anh Đức, anh còn trở thành chân sút nổi đầu tiên sau 15 năm đoạt danh hiệu vua phá lưới V-League 2017. Tiền đạo 33 tuổi vượt qua hàng loạt những chân sút ngoại đã giành giải thưởng danh giá này. Suốt hơn 15 năm qua, sự chênh lệch về trình độ giữa cầu thủ nội và cầu thủ ngoại đã khiến cho các chân sút trong nước chịu lép vế. Nhưng thành tích chẳng mấy ai làm được của Anh Đức đã khiến cho tất cả phải nhìn lại lão tướng của bóng đá Việt Nam với những ánh mắt nể phục. Trên đỉnh cao danh vọng, lời chia tay màu áo đội tuyển quốc gia được coi như là lời kết đẹp với Anh Đức. Và khi anh rời mái nhà BKMX Bình Dương sau V-League 2019, người ta tin rằng đó sẽ là lúc thích hợp để Anh Đức giã từ sự nghiệp quần đùi áo số. Nhưng không, Anh Đức vẫn chưa muốn dừng lại. Sau nửa mùa giải không thi đấu, Anh Đức đã chuyển đến khoác áo Hòa Anh Gia Lai thi đấu ở V-League 2020. Khi niềm tin đam mê về trái bóng vẫn còn thôi thúc, Anh Đức sẽ vẫn tiếp tục chinh chiến trong một môi trường khốc liệt, đòi hỏi nền tảng thể lực sung mãn như V-League. Dù không được thi đấu quá nhiều vì tuổi tác và đa phần là những lần ra sân từ ghế dự bị, thế nhưng ngọn lửa tình yêu dành cho bóng đá vẫn chưa bao giờ lụi tàn hay nguội lạnh trong con người của Anh Đức. Chính niềm đam mê đã một lần nữa đưa Anh Đức đến với câu lạc bộ Long An sau cuộc gọi của chủ tịch Võ Thành Nhiệm. Ở một môi trường ít khốc liệt hơn, trình độ chuyên môn của các cầu thủ tại giải hạng nhất cũng không bằng V-League, Anh Đức thực sự đã tìm lại hình ảnh một thời đỉnh cao. Sau 7 vòng đấu của giải hạng nhất 2021, Anh Đức đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 5 pha lập công. Ngay ký kết hợp đồng với Long An, Anh Đức đã chia sẻ: "Tôi sẽ làm mọi người bất ngờ." Và còn thú vị hơn, đích thân huấn luyện viên Park Hang-seo đã gọi Anh Đức trở lại đội tuyển Việt Nam cho hành trình chuẩn bị vòng loại thứ hai World Cup 2022 vào tháng 5 trong danh sách sơ bộ. Dù bị gạch tên trong danh sách cuối cùng trên đường đến UAE, thế nhưng người hâm mộ có thể hiểu được lý do của ông Park. So với những bậc đàn em nơi hàng công, rõ ràng Anh Đức yếu thế hơn về mặt thể lực khi đã bước vào tuổi 36. Thứ giúp Anh Đức vẫn nhận được sự tin tưởng của thầy Park chính là kinh nghiệm. Ngoài việc là phương án dự phòng trên tuyển nếu như được triệu tập trở lại, thì Anh Đức còn có nhiệm vụ dìu dắt, truyền đạt kinh nghiệm cho lứa đàn em.
ai cũng hiểu rằng ở độ tuổi này, anh Đức sẽ khó đảm nhiệm vai trò là tiền đạo chính thức. Thay vào đó, anh sẽ được xem như một quân bài chiến lược của ông Park trong những lần triệu tập. Nếu so với những chân sút huyền thoại của bóng đá Việt Nam, anh Đức như một đóa hoa nở muộn. Anh Đức và Công Vinh cùng bằng tuổi nhau khi sinh năm 85. Thế nhưng, thời điểm Công Vinh đã giả từ sự nghiệp cầu thủ, thì anh Đức mới bước vào thời kỳ đỉnh cao, trở thành nòng cốt của đội tuyển và giúp bóng đá nước nhà gặt hái được vinh quang dưới sự dẫn dắt của Park Hang-seo. So với nhiều tiền đạo trẻ khác, anh Đức không còn nhanh bằng, nhưng anh luôn chứng minh rằng mình biết cách xuất hiện đúng lúc, xử lý tình huống gọn gẽ, chính xác và trở thành cái duyên ghi bàn của một tiền đạo đẳng cấp. Sự nghiệp cầu thủ đôi khi chỉ cần một lần lên đỉnh cao cũng đã quá mãn nguyện, và anh Đức chính là một trong số đó. Sau tất cả những gì giành được cùng với Betamax Bình Dương, chiếc vô địch AFF Cup 2018 do anh Đức mang về chính là một món quà ngọt ngào cho những chặng đường cuối cùng của một trong những đóa hoa nở muộn đẹp nhất của bóng đá Việt Nam. Sân cỏ rực lửa của FIFA 24 chính thức đón chào những huyền thoại bóng đá Việt Nam: Công Vinh, Hồng Sơn, Như Thành, Anh Đức, Huỳnh Đức, những người hùng, những tài năng vượt xa mọi tài năng, thần tượng của mọi thần tượng, chính thức xuất hiện nâng tầm lịch sử bóng đá Việt Nam, chỉ có tại FIFA 24.